mọi người ạ. Hiện tại thì hôm nay Hiếu lại có mặt ở Bình Dương để hỗ trợ thêm cho một khách hàng đã đăng ký làm sinh trắc vân tay cho bé trai nhà mình. Thì sau khi em tư vấn hoàn thành xong cái buổi cho chị Loan thì không biết mình cảm nhận được như thế nào về phương pháp sinh trắc vân tay này chị ạ? Theo mình thì đây là cái phương pháp quan trọng. Thì nhờ có cái việc mà sinh trắc vân tay như vậy thì mình sẽ được là cái dự đoán được cái nhờ cái con mình, cái tính cách con mình sau này. Dạ. Còn không biết là đối với anh Trung á, sau khi mình làm xong mình được cảm nhận như thế nào về phương pháp này cũng như cái phản ánh của chỉ số của bản báo cáo có chính xác đối với bé nhà mình không anh ạ? Theo mình nghĩ thì những cái phản ánh của chỉ số thì nó phản ánh một cách là cũng gần như là đúng là cái tính cách của bé. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất là khi mình biết được cái phản ứng nào thì phụ huynh mình sẽ bắt tay vào để điều chỉnh cho con cho nó hợp lý. Dạ vâng ạ. Thì như anh Trung cũng vừa chia sẻ, phương pháp này nó không phải là một điều gì quá thần thánh, mà sau khi làm xong phương pháp này mình hiểu rõ về những cái ưu nhược điểm rồi thì mình cần phải bắt tay vào mình hành động làm như thế nào để mình có thể là phát triển cái điểm mạnh của mình và làm như thế nào để cải thiện được cái điểm yếu. Thì đó là cái giá trị mà phương pháp này sẽ mang đến cho mình các anh chị phụ huynh ha.